quý vị chắp tay chúng ta đảnh lễ Đức Thế Tôn. Nam mô ta sa ba ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa ba ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa ba ga wa tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa. Chúng ta tiếp đáp. Xin sư giảng về bài kinh Kalama 10 điều chớ vội tin, thành kính chư ân sư. Xin thưa, cái bài kinh này cũng không khó hiểu. Cái vấn đề là người ta thường lợi dụng nó dẫn đến hiểu sai là nhiều. Còn nếu như quý vị chịu khó đọc chọn cả bài kinh ấy, thì thấy Đức Thế Tôn nói rất dễ hiểu. Thì nếu như quý vị muốn hiểu thì làm ơn đọc nguyên bài kinh. Sư ví dụ như Đức Thế Tôn nói chớ vội tin vì nghe theo truyền thuyết, chớ vội tin vì đó là lời thầy ông, chớ vội tin vì nó phù hợp với cái tâm tư của mình, vân vân. Nhưng mà quý vị chỉ mới thường người ta chỉ trích có một nửa, còn một nửa sau đó là gì? Đức Thế Tôn nói, này các ông hãy nghĩ như thế nào, thiện cái gì á mà người trí hậu quở trách thì cái đó đừng có làm, cái gì người trí họ khen ngợi thì cái đó nên làm. Rồi sau đó Đức Thế Tôn đưa ra này các ông Kalama, các ông hãy trả lời ta, tham là thiện hay bất thiện? Là bất thiện. Như vậy thì cái tham là bị người trí khen ngợi hay quở trách? Là quở trách. Như vậy thì cái tham là có nên từ bỏ hay không nên từ bỏ? Nên từ bỏ. Ở đằng sau Đức Thế Tôn giải thích rõ, Ngài giải thích rõ là cái gì chúng ta nên tin, cái gì chúng ta nên nghe, Ngài nói rất là rõ ràng. Cho nên vui lòng xem trọn bài kinh. Chứ còn nếu như chúng ta chỉ nghe có một nửa bài kinh, đâm ra chúng ta hoang mang, nghi ngờ, rồi chúng ta sử dụng cái đó để chúng ta ngờ vực tất cả các lời dạy của Thế Tôn, thì đó là không nên. Bạch sư cho con hỏi, với giống lành do gieo nhân Phật Pháp trong kiếp này thì có kéo dài trong mấy kiếp sau, liệu nhân quả này có bị tổn hại đoạn kiến trong các kiếp sau không? Trong thời đại này việc tu đắc trở nên khó hơn, vậy với sự tinh tấn tu tập, liệu ta có thể được bảo hộ mà tiếp tục tu hành ở cõi cao hơn không? Vì con thấy nhiều người tìm đến pháp môn tịnh độ để mong cầu có điều kiện tu tốt hơn cho kiếp sau, ngay cả với các vị xuất gia. Như sư nói, đừng coi thường các cõi trời, tại vì hiện tại bây giờ có hàng tỷ vị thánh thiên đang ở cõi trời. Sư nói rồi, 50 năm cõi người bằng một ngày một đêm cõi tứ thiên vương, 100 năm cõi người bằng một ngày một đêm cõi đau lợi. Thì với các vị trời cõi đau lợi, Đức Thế Tôn chỉ vừa viên tịch hồi tháng trước thôi. Cho nên là ở trên đó các vị thánh thiên còn đầy ở trên đó. Và chúng ta nỗ lực tu tập thì nếu như có thể chứng đắc được đời này thì chúng ta chứng đắc. Còn nếu chưa chứng đắc được đời này, sanh về cõi trời, chúng ta tu tiếp không có vấn đề gì cả. Các vị trời còn ở trên đó, các vị thánh còn ở trên đó. Cho nên chúng ta không cần phải mong cầu một cảnh giới xa xôi, xa xăm, một cái cảnh giới ảo tưởng mà người khác tạo ra, không cần thiết. Cứ thực tế tu tập, nỗ lực tu tập ngay trong hiện tại. Nhớ đạo Phật không phải là một đạo hứa hẹn,
Cho nên chúng ta phải nỗ lực cho chính mình. Còn ai không có niềm tin mà hứa hẹn rồi chúng ta chạy theo những thứ ảo tưởng thì họ nghĩ là họ tu nhanh, nhưng thực tế càng tu càng xa lìa con đường giải thoát, thì đó là chịu sự tai hại thôi. Có người hỏi sư là tại sao mà sư lại chọn Phật giáo Nguyên Thủy? Tại vì con đường Nguyên Thủy đi nó chậm. Sư nói chậm nhưng mà nó chắc. Mà có chắc là chậm không? Cái chậm là khi quý vị so với cái khác, nhưng có chắc là nó chậm hay không? Nhưng điều chắc chắn là đây là con đường đúng đắn. Còn nếu như chúng ta nghĩ rằng chúng ta sẽ đi nhanh, chúng ta sẽ đi dễ, mà chúng ta thực hành một phương pháp nào đó xa lìa lời Phật, thì chúng ta tưởng là đi nhanh, thực tế là chúng ta đi tầm bậy. Cho nên điều quan trọng là chúng ta đi đúng hướng, mà đúng hướng là con đường nhanh nhất. Cho nên đừng lo gì cả ha, cứ tiếp tục thực hành tứ niệm xứ, thực hành theo lời dạy của Thế Tôn. Dạ sư có giảng khi thực hành thiền tứ niệm xứ, tâm sẽ trở nên nhạy cảm hơn. Trước đây do vô minh nên khi con buồn giận sợ lo, con vẫn sống tốt, chữ tốt ở trong giấy kép, mà không thấy gì bên trong mình. Từ ngày con biết thiền, và con mới biết thiền vài tháng, mỗi khi có chuyện gì khiến con buồn giận sợ lo mà trong tâm bị nhuốm màu, hơi thở thay đổi, nhịp tim mạnh hơn, các cảm thọ trong người nổi lên. Về lý trí thì con biết bản thân nhận biết và xử lý ngay là tốt, nhưng về kinh nghiệm còn yếu nên có những chuyện con không xử lý ngay lập tức được, thì sự nhạy cảm nhận biết đó làm con mệt hơn trước, vì nó giằng xéo bên trong con. Xin sư cho con lời khuyên. Thì mình sống chậm lại và sống thành thật với chính mình. Khi nào mà chúng ta nhận thức được đó là điều bất thiện thì đừng có làm. Khi chúng ta nhận thức được đó là điều thiện thì chúng ta nên làm. Khi chúng ta không làm sai thì chúng ta không bị cắn rứt lương tâm. Khi chúng ta làm tốt thì chúng ta được hoan hỷ. Cho nên xin nói, thay vì hồi xưa cái miệng của mình nó kém, cho nên đồ ngon mình cũng ăn, mà đồ ôi đồ thiêu mình cũng ăn. Người ngoài thì nói là mình là người dễ ăn, nhưng thực tế chỉ đơn giản mình là người tạp ăn, do mình không phân biệt được cái vị của nó. Đối với mình thì như chưa bắt giới vậy đó, ăn nhân sâm thì cũng y nhân củ cải thôi. Nhưng mà sau khi chúng ta chữa bệnh thì chúng ta phân biệt được những cái gì chúng ta bỏ trong miệng, cho nên cái đồ hư hỏng, đồ ôi, đồ thiêu thì chúng ta ăn không được. Thì chúng ta không thể nào để cái tâm chưa bắt giới của mình nó quấy phá, tức là nhìn nó ngon quá mà ăn nghe mùi thiêu, mà sao tự nhiên bây giờ mình nghe mùi thiêu làm chi, đáng lý nhìn nó ngon quá, đáng lẽ mình nên ăn. Thì như vậy là chúng ta rất là dở ha, và chúng ta kém tu. Thành ra đó, cái việc mà nhạy cảm với các pháp thiện và pháp bất thiện đó là điều tốt chứ. Còn hay là quý vị muốn như hồi xưa hả, muốn như chưa bắt giới ăn đồ ăn ôi thiêu thì cũng như ăn nhân sâm, hai thứ nó không phân biệt gì với nhau. Để quý vị muốn ăn như cũ hay sao? Sư cho con hỏi, con có thù ghét với một người, khi con ngồi thiền tâm con khởi lên, con rải tâm từ hay xả? Khi mới thực hành thiền
thì khoan hãy rải tâm từ cho người mình ghét, bởi vì năng lực tâm từ của quý vị có hạn. Khi nào á mà chúng ta rải tâm từ với mọi người một cách mạnh mẽ rồi, chúng ta rải tâm từ đến người ghét không có vấn đề gì nữa, thì khi đó hẳn rải tâm từ đến với người mình ghét. Làm sao để biết là tâm từ chúng ta có thể rải được cho người mình ghét? Đó là khi chúng ta hướng tâm về người đó, dùng năng lực tâm từ của chúng ta hướng về họ, chúng ta có thể thoải mái rải tâm từ đến với họ. Còn nếu không thì cứ để họ qua một bên, không có gì phải gấp gáp cả. Bạch sư cho con hỏi, trong giai đoạn cuối của tu thiền, từ bỏ các hành là vô thường, tức là sao? Con cảm ơn sư. Chừng nào tới thì biết. Bây giờ quý vị hỏi sớm quá thì quý vị chỉ hoang mang. Khi nào mà quý vị thấy rõ vô thường, khổ, vô ngã, thì khi đó chúng ta sẽ tự nhiên có sự nhàm chán đối với việc tái sanh. Và chúng ta sẽ thấy rõ là không có cái gì là trường tồn, tất cả đều là vô thường, tất cả đều là khổ, tất cả đều là vô ngã. Như vậy thì chúng ta nhàm chán và chúng ta sẽ thấy rõ rốt cuộc cái gì là cái đáng để cho chúng ta nương theo. Như vậy chỉ có con đường thực hành tứ niệm xứ. Chúng ta đó giống như là một người mà bị con cọp đó, nó rượt rồi nhảy xuống giếng, chụp được một cái sợi dây đó, thì khi đó nó con cọp thì ở trên miệng giếng có hai con chuột, thì nó cắn cái sợi dây, hai con chuột trắng chuột đen nó cắn cái sợi dây. Ở dưới miệng giếng ấy, thì là rắn độc, thì chúng ta có bò lên chúng ta cũng chết, mà chúng ta rớt xuống dưới giếng chúng ta cũng chết. Rồi sau đó đó có một cái giọt mật nó rơi trên cái sợi dây và nó rớt xuống đầu lưỡi của chúng ta. Có người họ nếm và họ thấy là giọt mật nó ngọt quá. Câu chuyện nó nói lên cái gì? Nó giống như chúng ta bị đuổi theo bởi ngày và đêm. Hai con chuột trắng, chuột đen là ngày và đêm. Chúng ta bị đuổi theo ngày và đêm. Chúng ta đi lên thì chúng ta cũng chết. Tức là sanh về cõi trời để hưởng dục là cũng chết. Mà rớt xuống dưới là rớt xuống các cảnh khổ, chúng ta cũng chết. Nhưng mà do cái giọt mật á, tức là những cái sự ngọt ngào tạm bợ của cõi dục của loài người, cho nên chúng ta quên đi cái tình cảnh ngặt nghèo mà chúng ta đang phải chịu. Như vậy khi chúng ta ý thức được điều đó, chúng ta có sự nỗ lực tu tập để thoát khỏi, để thoát ra, để đi ra ngoài vòng sanh tử. Như vậy thì chỉ có con đường thực hành tứ niệm xứ là con đường cứu được chúng ta mà thôi. Khi vị hành giả hiểu được như thế thì vị ấy nỗ lực tu tập tứ niệm xứ. Con có duyên với khóa thiền, con có duyên với ngôi Tam Bảo. Vậy những kiến thức cùng sự hiểu biết lời Phật dạy tích lũy qua thức và trí mà qua kiếp khác sẽ không còn nữa. Vậy kính xin sư giảng giải cho con làm sao để có thể huân tập các chủng tử duyên lành đó lại và mang theo qua các kiếp vị lai để tiếp tục tu tập và tinh tấn hơn.
trên con đường theo chân Đức Phật. Vốn dĩ Phật giáo thì không có hứa hẹn, cho nên điều quan trọng là chúng ta phải nỗ lực ngay trong kiếp sống hiện tại tu tập đó. Rồi đến khi chúng ta thân hoại mạng chung, chúng ta có sự chứng đắc thì đó là xong chuyện. Còn nếu chưa chứng đắc được thì nhờ sự tu tập trước đó, nhờ các phước lành trước đó mà chúng ta đi về cõi trời và chúng ta tu tiếp ở trên đó. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng đây là một sự hứa hẹn để chúng ta tu kiểu tu hứa, là tu cho tôi mong đời sau tôi chứng, mong cho đời sau tôi nỗ lực tu hành, mong đời sau tôi có nhiều thời gian hơn để tu. Thì Phật giáo không chủ trương như thế. Phật giáo chủ trương là chúng ta phải nỗ lực ngay trong hiện tại này. Còn nếu như mà quý vị muốn đời sau, bây giờ mình hướng đến sự giác ngộ, mà trong khi giác ngộ con đường đó đi đến thì đời sau vẫn còn gieo duyên với Phật Pháp, thì tốt nhất là mong nguyện làm phước, sau đó nguyện cho phước lành mà tôi tu tập đây, phước lành mà tôi đã tạo đây là duyên cho vòng sanh tử luân hồi, tôi được gieo duyên với chánh pháp. Thì đó là cái lời nguyện. Nhưng mà nhớ, nguyện là một chuyện mà mình phải thực hiện là chuyện khác, chứ không nên chỉ hứa hẹn. Sư ví dụ có người họ nguyện là mong cho đời này con chưa được xuất gia, con mong cho đời sau con được xuất gia. Thì cái kiểu nguyện đó đó, sư không có khuyến khích và sư cũng không đồng ý. Tại vì sư nói là có chắc là đời trước quý vị cũng nguyện y chang vậy không? Tức là đời trước nguyện là đời này con chưa được xuất gia, mong cho đời sau có cơ hội thì con xuất gia. Nhưng mà qua tới đời này, quý vị thay vì mình quyết tâm mình xuất gia, mình lại nguyện tiếp, thì do đời này con chưa được xuất gia, mong cho đời sau con lại được xuất gia. Thì đó là cái kiểu ngày mai ăn bánh khỏi trả tiền, tự mình vẽ cho mình, tự mình huyễn hoặc mình, mà trong khi đó việc cần làm ngay hiện tại mình lại không làm. Thì đó là điều sư không khuyến khích. Kính sư, con có mối tình 10 năm thuần khiết, nhờ tinh tấn hiểu hóa Phật Pháp, con đã buông được dứt. Sau này có bạn nữ cảm mến, nhưng con thực hành quán tập chỉ để tâm ái nơi người đó rất mỏng. Làm như vậy con có cảm giác dễ rời đi và lúc ra đi nhẹ nhàng. Con thực hành như vậy là có đúng không? Cơ bản con đã ngộ ra tính không của vạn pháp, chỉ là tâm chấp ái của con rất nặng. Nó có cái câu là, câu nó hơi kỳ, là nghiện còn ngại. Tức là mình tham ái, nhưng mà vì lý do nào đó là mình vẫn còn là trai tân, cho nên bây giờ mình tự mình huyễn hoặc chính mình, là do mình cái ái mình nó nhẹ lắm. Xin thưa là một trong những cái mục đích để chúng ta thực hành tứ niệm xứ là chúng ta thành thật với chính mình. Phải thành thật với chính mình, đừng có tự mình lừa mình dối người. Nếu như thật sự chúng ta ý thức rõ ái là khổ thì chấm dứt ái đi. Chứ còn mà chúng ta miệng thì nói là không chịu đâu, nhưng mà
miệng nói mà chân cứ bước thôi, thì tức là chúng ta không có thành thật ha. Cho nên là hãy thành thật với tâm của mình, thấy rõ sự ô nhiễm trong tâm, mục đích là để buông bỏ nó, hoặc ít nhất là đừng có tự mình lừa mình dối người. Tâm ô nhiễm thì mình phải xác nhận mình là tâm ô nhiễm, chứ còn đừng có tự đề cao mình, cái này là không có nên. Kính sư cho con hỏi làm cách nào là chánh niệm cho đúng như quét nhà, giặt giũ. Nếu như mà quý vị muốn sinh hoạt trong gia đình mà nó vẫn bình thường á, không có gì kỳ lạ, chúng ta vẫn có thể hòa nhập vào đời sống thế gian, thì sư khuyên là quý vị nên thực hành rải tâm từ. Như vậy thì chúng ta có thể quét nhà trong tâm từ, có thể giặt đồ trong tâm từ, có thể làm việc trong tâm từ, nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Còn nếu như quý vị sống đời sống ly dục, sống tu tập nỗ lực hướng đến sự giải thoát giác ngộ, thì khi đó chúng ta thực hành tứ niệm xứ như đề tài quán bộ xương mà khi sáng sư vừa hướng dẫn. Khi quý vị quét nhà thì chúng ta nhìn thấy rõ là bộ xương đang quét với các cử động. Khi chúng ta giặt đồ thì chúng ta thấy rõ đây là bộ xương nó đang giặt đồ. Chúng ta thấy rõ như thế. Và chúng ta nhìn thấy sự vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh của nó. Chúng ta thấy rõ điều đó. Đó là sự tu tập. Sau khi kết thúc khóa thiền, con trở lại cuộc sống hàng ngày để tạo phước thì con phải làm như thế nào? Con có thể đọc kinh hàng ngày được không? Con có thể thiền tâm từ được không? Tương lai sư có mở thiền viện ở miền Bắc không? Quý vị có thể đọc kinh hàng ngày và có thể thiền tâm từ ha. Chúng ta có 10 nhân sanh phước là bố thí, giữ giới, hành thiền, cung kính, phục vụ, tùy hỷ, hồi hướng, nghe pháp, thuyết pháp và sửa sang tri kiến cho đúng. Có rất nhiều cái nhân sanh phước là chúng ta có thể tạo phước. Còn trong đời sống hàng ngày á, ngoài việc tụng kinh rải tâm từ thì thường là chúng ta dành một ngày dành chừng 1-2 tiếng là nhiều. Riêng về rải tâm từ á, sư khuyến khích quý vị là bất kỳ lúc nào chúng ta rảnh, hoặc thậm chí là trong khi chúng ta làm việc như quét nhà, cho gà ăn, rồi chăm heo, chăm con, các thứ, chúng ta vẫn rải tâm từ bình thường được. Trong hầu hết các công việc chúng ta đều có thể rải tâm từ. Và có những lúc á, chúng ta không tiện để hành thiền, không tiện để đọc kinh thì chúng ta có thể nghe. Có nhiều khi chúng ta có thể mở cái gì đó và chúng ta nghe trong khi chúng ta làm cái gì đó được. Hoặc chỉ đơn giản là chúng ta nghe thì nó thuận tiện hơn. Thì như vậy quý vị có thể mở pháp lên để nghe. Các bài thuyết pháp, các cái bài giảng chúng ta mở lên, chúng ta nghe. Như vậy thì đời sống của chúng ta nó sẽ được phong phú. Còn tương lai sư có mở thiền viện ở miền Bắc không? Thì nói chung là chừng nào thấy hẳn hẳn tin, tức là chừng nào mà có đó, chứ còn toàn nghe nói không không thấy gì hết trơn thì ở đâu ra.
Quý vị biết là muốn xây một cái thiền viện, đầu cái chuyện đầu tiên là mình phải hoàn tất cái đã. Đó, xong cái thủ tục đầu tiên là cái gì nó cũng dễ hết trơn á. Chứ còn bây giờ hỏi không mà thầy sư cũng không biết nữa. Chừng nào xong cái thủ tục đầu tiên đi rồi sẽ giải quyết cái này. À, ngồi ngó ngang ngó dọc có phải do tham không thưa sư? À, nó không phải là tham mà nó là sự phóng dật ha. À, cho nên là chúng ta cần phải điều tiết lại. Người theo chủ nghĩa hoàn hảo nên luyện tập gì để giảm bớt sự phiền não? Quý vị giảm bớt sân là quý vị giảm bớt phiền não. Tức là chúng ta tu tập để làm cho tâm của mình đó, nó không còn như một đứa con nít nữa. Tức là tâm một người như đứa con nít là đụng cái chuyện gì nó không vừa lòng, nó khóc ré lên. Thì chúng ta phải tu tập để cho tâm mình không còn như một đứa con nít nữa. Tập cho nó kham nhẫn. À, tập cho nó dịu lại. Chúng ta phải biết dỗ dành cái tâm của mình để cho nó không còn bất mãn với cảnh trần, để cho nó không còn nhảy lung tung nữa. Cứ coi tâm mình như đứa con nít, phải sửa nó, phải dạy nó. Thì như vậy là sự luyện tập. Luyện tập được là quý vị bớt phiền não. Thế thôi. Sư cho con hỏi, trước con có tụng kinh Pháp Hoa, nhưng nay con thỉnh kinh Nhật tụng về tụng, có phù hợp không? À, phù hợp không vấn đề gì. Chỉ cần chúng ta tụng chánh pháp à, thì đó là phù hợp, còn những thứ khác thì chúng ta để qua một bên không vấn đề gì. Sư sư để chúng con được hiểu đúng lời kinh khi trì tụng hàng ngày, mong sư từ bi giải nghĩa cơ bản những từ sau trong cái cuốn kinh tụng màu vàng. À, sự tấn hóa ở đây tức là sự tiến hóa đó, là tiến hóa từ cái người phàm lên người thánh, hoặc là từ cái người ngu lên người trí, đó chính là sự tiến hóa. À, số tức quán, xin thưa tại vì tụng kinh chứ đúng ra nó là sổ tức quán ha. Tại vì tụng thì nó chạy chữ như vậy. Sổ tức quán, sổ là đếm tức là hơi thở, quán là quán niệm tức là quán niệm đếm hơi thở đó. Bồ đoàn là cái chỗ mà lót ngồi đó thì gọi là bồ đoàn. Chánh đẳng chánh giác, Samma Sambuddho tức là người tự mình giác ngộ không thầy chỉ dạy thì gọi là Samma Sambuddho. Tiền khiên tật, thân và khẩu. Tiền khiên tật là những thói quen cũ do nghiệp. Ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài còn có thói quen là khi Ngài đi ngang qua cái vũng nước á, là Ngài không có bước qua hoặc là Ngài né, mà Ngài nhảy qua nó. Thì đó là do Ngài đã gần nhất là 500 kiếp Ngài từng làm một cái con khỉ, cho nên là khi thấy vũng nước thì Ngài có thói quen là Ngài nhảy qua. Thì nó cũng không là cái gì, nhưng mà nó thuộc về cái tiền khiên tật. Còn Đức Thế Tôn thì Ngài không còn nữa, không còn cái tiền khiên tật đó nữa. Ba cái giác, tám cái giác và 15 cái hạnh. Ba cái giác là tam minh đó. Còn tám cái giác và 15 cái hạnh thì trong cuối phần lễ bái Tam Bảo sư có để phần giải thích rồi. Lễ vi trần dưới chân Đức Phật, vi trần là hạt bụi. Chúng ta nói là làm lễ vi trần tức là sự làm lễ nhỏ bé, ở đây
thể hiện sự khiêm cung. Chỉ đơn giản thế thôi, thì các ngài để cái danh từ cho nó hoa mỹ một tí xíu. Thinh văn đệ tử Phật. Thinh văn là các vị A-la-hán, thinh văn đệ tử Phật. Do nghe lời dạy của Thế Tôn, thực hành mà chứng đắc đạo quả A-la-hán, cho nên gọi là thinh văn. Chánh pháp là hoặc là thánh pháp thì cũng giống nhau thôi. Đó chính là lời dạy của Đức Thế Tôn đã được diễn đạt một cách đúng đắn, không có công quấn, mà nó là con đường trực chỉ đến sự giải thoát giác ngộ. Chánh biến tri ở đây có nghĩa là chánh đẳng chánh giác đó. Các con số 28, 12, 500, 55, 24, 1 triệu, 109, 48, 2 triệu thì đây là con đường thực hành của các vị Bồ Tát. Ba hạng Bồ Tát là hạng trí tuệ, hạng niềm tin và hạng tinh tấn. Nhân cho ba thời kỳ là thời kỳ phát nguyện trong tâm, phát nguyện thành lời và được Phật thọ ký. Ví dụ như Bồ Tát hạnh trí tuệ là Bồ Tát của chúng ta đó, thì phát nguyện trong tâm là hết 500 thời kỳ Đức Phật, trải qua 500 thời kỳ Đức Phật, phát nguyện 500.000 thời kỳ Đức Phật, phát nguyện thành lời trải qua 12.000 thời kỳ Đức Phật, và được Phật thọ ký là trải qua 27 thời kỳ Đức Phật, cộng thêm ngài là cái vị cuối là vị thứ 28. Còn vị bằng niềm tin á, là tốn thời gian gấp đôi, tức là 27 nhân 2 là 54, cộng 1 là cộng 9 vị đó nữa là 55, thời kỳ còn lại là nhân đôi. Rồi vị tinh tấn á, thì tốn gấp đôi vị niềm tin và gấp 4 lần vị trí tuệ. Cho nên 54 nhân 2 là 108, cộng thêm 1 là 109. Đơn giản thế thôi. Trong phần quán tưởng tứ sự đã dùng quán tưởng, tức là suy tư. Quán tưởng để làm gì? Để chúng ta thọ nhận một cách đúng đắn, sử dụng một cách đúng đắn, và chúng ta không có mắc nợ để chúng ta phải đi địa ngục. Còn cái thạnh lợi đây là sự thuận lợi đó. Con mới đi thiền lần đầu nên không hiểu lắm ý nghĩa của việc tụng kinh. Tại sao chúng ta phải tụng kinh về sư? Việc tụng kinh á, giúp cho chúng ta nhắc nhở nhau về lời dạy của Phật. Điều này đã có thông lệ từ thời Đức Phật, là các vị khi mà các vị ghi nhớ bằng cách học thuộc lòng á, thì các vị sẽ thường xuyên đọc tụng những lời dạy của Phật để nhắc nhở mình. Một bài kinh tụng đọc một lần chúng ta chưa hiểu thì tụng 10 lần, 100 lần, 1.000 lần thì từ từ chúng ta có thể hiểu được lý lẽ trong đó. Và càng nghiên cứu, càng tụng đọc thì chúng ta hiểu nó càng thâm sâu. Cho nên chúng ta nên tụng kinh. Rồi theo thông lệ của chư tăng, từ thời Đức Phật được Đức Thế Tôn hướng dẫn ở trong Tạng Luật là chúng ta có hai thời, một là khi mặt trời lặn và hai là khi mặt trời chuẩn bị mọc lên, tức là canh cuối của đêm, tức là canh đầu đêm và canh cuối của đêm. Thường ở đây chúng ta thấy là khoảng 5 giờ hoặc 6 giờ, rồi cái giấc mà khoảng 4 giờ hoặc 5 giờ đó là cái giờ đó. Đó là giờ mà nên, một là tụng đọc lời dạy của Thế Tôn, hai là bàn luận với nhau về những vấn đề còn thắc mắc.
Ba là thuyết pháp. Thì theo thời gian thì dần dần cái thời đó trở thành cái thời tụng kinh. Trong khi hành thiền, con có thể kết hợp đề một niệm hơi thở thành đề một niệm danh hiệu Phật như Dược Sư Phật được không? Xin thưa là không được nha. Quý vị kết hợp như thế là quý vị làm hỏng hơi thở. Con theo bên tịnh độ được một thời gian rồi, nay con muốn học thêm để kết hợp. Con thấy khi con có thể kết hợp giữa việc niệm Phật khi quán hơi thở cũng rất hợp, và như bà Hải Triều Âm cũng có dạy kết hợp như thế. Theo sư thấy thế nào là hiệu quả? Theo sư là đừng kết hợp là hiệu quả nhất. Tại vì quý vị thực hành sai và nó sẽ làm cho vấn đề nó đi sai. Cho nên làm ơn làm phước đừng kết hợp giùm sư. Sư có thể giải thích giúp con cơ thể con người có bốn yếu tố đất, nước, lửa, gió là gì? Đất không phải là đất mà chúng ta hay hiểu, cũng tương tự như vậy, nước cũng không phải nước chúng ta hay hiểu. Mà đất ở đây là cái đặc tính cứng mềm của vật chất thì chúng ta gọi đó là đất. Nước là cái đặc tính kết dính hoặc tan rã thì đó là nước. Lửa là đặc tính nhiệt độ thì đó là lửa. Còn gió là đặc tính chuyển động thì đó là gió. Tức là ở đây là bốn cái đặc tính của các thành phần vật chất. Cho nên khi chúng ta suy xét, ví dụ như da khi chúng ta chạm vào thì chúng ta thấy cái sự cứng mềm, đây là đặc tính đất. Cái sự chai, cái dai đó, cái sự mà liên kết đó, đây là đặc tính nước. Cái nhiệt độ, đây là đặc tính lửa. Và cái sự chuyển động, đây là đặc tính gió. Chúng ta quán là chúng ta quán như thế. Kính sư, trong các tôn giáo hữu thần, các bậc đại thiện trí có lòng tin tuyệt đối rằng ái thiện hạnh lấy đức hy sinh vô điều kiện đạt đến mỹ mãn nhất là chân lý để hướng đến và giáo hóa. Là sao? Quý vị có ai hiểu không? Ái thiện hạnh lấy đức hy sinh vô điều kiện đạt đến hoàn mỹ mỹ mãn nhất là chân lý để hướng đến và giáo hóa. Tức là sự hy sinh vô điều kiện. Tức là nhắc tới cái đức hy sinh vô điều kiện ấy. Vậy thì nhìn nhận như thế nào giữa từ bi vô lượng của Đức Phật đối với ý kiến trên? Kính mong sư giải thích. Có phải khi phá hết mọi chấp pháp và chấp ngã thì chỉ còn lại duy nhất tâm từ phải không? Xin thưa với quý vị, tâm từ thì nó vẫn là ở thế gian này. Những người tu tập tâm từ thì nếu như họ không biết cách tu tập á, tức là ngoại đạo họ vẫn tu tập được tâm từ, nhưng mà tối đa họ chỉ đi lên đến cõi Phạm Thiên rồi họ lại đi xuống thôi. Cho nên cái quý vị gọi là phá hết mọi chấp pháp và chấp ngã chỉ còn duy nhất tâm từ thì sư không hiểu chúng ta từ đâu có được cái lý luận đó. Mà sư nhắc nhở như thế này nè, nó giống như là một người chúng ta bị nhốt trong cái ngôi nhà đang cháy, thì trong đó có những người họ thoát ra được
Và khi thoát ra ngoài á, họ nói, họ thở phào nhẹ nhõm, họ nói là may quá, mát quá. Chúng ta ở trong á, chúng ta nghe như vậy, chúng ta thay vì chúng ta cũng thoát ra ngoài thì chúng ta lại bắt chước họ, chúng ta nói là ôi may quá, mát quá, và chúng ta tưởng là bằng cách nói như thế chúng ta được thoát ra ngoài. Nhưng không phải, cái người thoát ra ngoài á, là họ mới có lời cảm thán đó, còn chúng ta nói như thế chúng ta vẫn bị thiêu cháy như thường. Cái câu nói là cái người mà lên trên bờ đó thì bỏ lại cái bè pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp, cái đó dành cho vị A-la-hán. Chỉ có các vị đó mới có tư cách nói lời đó. Còn chúng ta là phàm mà chúng ta bắt chước, chúng ta nói theo thì nó cũng như là cái người ở trong ngôi nhà đang cháy bắt chước lời nói của người ở bên ngoài nhà, vẫn bị thiêu cháy như thường. Tức là miệng thì chúng ta nói rất hay, nhưng mà tâm chúng ta vẫn tràn đầy những ô nhiễm. Lẽ ra chúng ta nên thực hành để chấm dứt ô nhiễm, thoát giải thoát khổ đau, thì chúng ta lại bắt chước cách nói năng, cách cư xử của bậc thánh. Thì nó cũng giống như đứa con nít, nó mang dép của người lớn, mặc đồ người lớn, và nó tưởng nó là người lớn thế thôi. Thành ra hãy cẩn trọng với những cái lời nói hoa mỹ, nói đao to búa lớn, mượn lời thánh nhân, mượn sự chứng, cái mượn lời chứng đắc của thánh nhân á, thì nó không có khó. Nhưng mà cũng như một đứa con nít, nó mặc đồ người lớn vậy thôi, nó cũng không thành người lớn được. Nghe. Còn Phật giáo thì không có đề cao cái đức hy sinh. Nhớ giùm sư, không đề cao đức hy sinh, mà chúng ta phải hiểu một cách đúng đắn, đó là sự quyết tâm tu tập đến con đường giải thoát. Nếu hiểu như vậy là chúng ta hiểu đúng. Tức là chúng ta có thể quyết tâm như là máu có thể cạn, thịt có thể khô, xương có thể tan nát, nhưng chúng ta không buông bỏ việc thực hành tứ niệm xứ, thì đó là điều đúng đắn. Như nhóm mà năm vị tỷ kheo đi lên trên rừng, lên trên núi, chặt bỏ than, và với cái quyết tâm một là chứng, hai là chết. Nếu chứng, vị nào chứng thì vị đó đi khất thực được, thì vị đó sống. Còn không chứng là chết, do than đã bị chặt bỏ rồi. Thì cái sự quyết tâm như thế thì đó là sự quyết tâm một cách đúng đắn. Chứ không phải là chúng ta cứ nhào ra rồi chúng ta bỏ thời gian, bỏ công sức, chúng ta hy sinh. Chúng ta nghĩ là chúng ta hy sinh sức khỏe, hy sinh thời gian cho chúng sanh là chúng ta được Phật khen, xin thưa chưa chắc cả. Sư nghe, thường sư nghe một cái câu rất là nhiều, đó là gì? Phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Xin thưa là câu đó không phải Phật nói, không phải thánh nói, mà đời sau sẽ biết ai nói. Mà Đức Thế Tôn trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, Ngài chỉ nói như thế này: nỗ lực tu hành giải thoát là sự cúng dường đến chư Phật. Chứ Ngài không có nói vụ phục vụ chúng sanh nghe. Do thời nay chúng ta đề cao một số lý tưởng cho nên chúng ta nói như thế, nhưng mà cái gì là Phật nói là Phật nói, cái gì đúng thì chúng ta xác nhận là đúng. Kính xin sư kiến giải bốn đạo bốn quả chánh biến tri. Chấm hỏi. Đạo và quả. Đạo là gì? Đạo là thời điểm cắt đứt phiền não, và quả là giai đoạn ở sau đó. Giống như
chúng ta mắc nợ thì chúng ta lấy tiền chúng ta trả nợ thì có hai giai đoạn. Giai đoạn một là giai đoạn chúng ta trả nợ, và sau khi trả nợ xong qua giai đoạn thứ hai là giai đoạn chúng ta sống không có nợ. Thì một vị thánh, ví dụ như thánh Sơ Quả cũng vậy, cái giai đoạn đạo là cái giai đoạn cắt đứt phiền não, thân kiến, hoài nghi với cấm thủ. Sau đó vị ấy sống trong tâm quả là sống trong trạng thái không còn phiền não đó nữa. Và đặc điểm của vị thánh là phiền não nào đã bị cắt đứt rồi là nó bị cắt đứt vĩnh viễn, không bao giờ có lại. Cho nên mới có một cái câu chuyện cười, sao không biết cười có phải là đáng cười hay không. Có một vị đó hướng dẫn người khác tu tập và nói là họ bắt đầu là phán một cô nào đó là chứng A-na-hàm. Thì Phật tử họ hỏi sư ơi, sư bảo là cổ chứng A-na-hàm mà sao con thấy cổ vẫn còn sân. Tại vì một vị A-na-hàm là vị đó không còn dục ái và sân, mà tại sao mà nói cổ chứng A-na-hàm mà cổ vẫn còn chửi ủng tỏi vậy? Thì vị sư mới nói là thì bây giờ cổ hết chứng rồi. Thì người ta mới cười. Cười làm sao? Một vị thật sự chứng đạo quả đó thì nó không bao giờ mất, nghe. Chứ không có phải là mình giống như mình chứng thiền hoặc là mình mua mình có chứng gà, chứng vịt đâu mà nó có thể mất. Chứng đạo, chứng quả là không bao giờ mất. Con có tham gia vài khóa thiền Vipassana, con thấy có nhiều thiền sinh có hiện tượng khóc, ngã, hành động uốn éo cơ thể mà khi bình thường họ không làm được, và được giải thích là do chỗ Sankhara. Con xin hỏi các hiện tượng đó là họ thiền đúng hay sai? Chỗ Sankhara là gì? Có khóa thiền do sư hướng dẫn có hiện tượng đó không? Xin thưa là nếu quý vị muốn thì nó cũng không khó. Mà tại sao người ta khoái mấy cái trò đó? Phải mà sẽ nói hướng dẫn quý vị hành thiền, quý vị lơ lửng được ở trên á, ngồi thiền mà lơ lửng á, thì cái đó sư đồng ý nó hay à. Chứ còn ngồi thiền mà quằn quại rồi uốn éo rồi la khóc mà quý vị thấy nó là hay thì sư cũng chịu thua với quý vị luôn. Nếu như mà quý vị muốn hành thiền mà nó trổ nghiệp á, nó không có khó. Nhưng mà hóa ra như vậy là sư làm hại quý vị, có tâm ác. Tại chỉ đơn giản là bây giờ nói nếu mà quý vị hành thiền đúng là nghiệp nó trổ. Thế là sư hướng dẫn quý vị cái cách để mà quý vị trổ nghiệp ra, quý vị đau khổ. Thì sư lại vướng vào một cái tội, đó là có tâm ác với chúng sanh. Tại mình phải có tâm ác với người khác, mình mới hướng dẫn người khác làm sao đó để cho nghiệp ác nó trổ cho họ. Anh có giỏi, anh hành thiền để cho họ trổ cái thiện nghiệp đó, anh mới giỏi. Nha. Anh hành thiền để cho thiện nghiệp nó trổ, cái đó mới là khó. Chứ còn anh hành thiền mà để cho ác nghiệp nó trổ á, nó dễ lắm. Sư hướng dẫn quý vị một câu một là đảm bảo trong vòng mấy ngày tới là quý vị khổ muốn chết luôn. Sư hứa không khó. Nhưng mà như vậy là mình có ý làm cho chúng sanh khổ, nó đều không có nên. Đặc biệt là mình làm như thế để chứng tỏ là mình hay thì đó lại càng không nên nữa. Tại sao mà một số vị trong một số khóa thiền mà có nhiều hiện tượng như vậy? Tức là không phải là một người, không phải hai người mà nhiều người. Tại sao có sự trùng hợp như thế? Và người ta nói là do Sankhara, xin thưa không phải. Đó là do phương pháp thực hành của họ đã phóng đại các cảm thọ.
Quý vị để ý coi những khóa thiền đó có phải là những khóa thiền phóng đại các cảm thọ hay không? Đó là lý do tại sao mà sư hướng dẫn quý vị, sư bắt quý vị là bằng mọi cách phải theo dõi hơi thở bên ngoài cơ thể chứ không được theo dõi hơi thở nơi điểm xúc chạm với cơ thể là như vậy. Khi quý vị theo dõi hơi thở trên điểm xúc chạm với cơ thể, cái cảm thọ quý vị sẽ phóng đại. Và nếu như người ta có ý, người ta hướng là tự nhiên là những thứ đó nó sẽ trổ ra. Trong khi đó việc hành thiền mà đúng đắn nó không có chuyện đó. Và sư cũng không cần phải là dùng những chuyện đó để chứng minh là mình giỏi. Như sư nói anh có giỏi, một, anh hướng dẫn người ta để cho cái thiện nghiệp của họ nó trổ quả sớm, cái đó anh giỏi. Còn anh giỏi nữa, anh hướng dẫn làm sao mà người ta ngồi thiền mà người ta bay lơ lửng được, cái đó anh giỏi. Nhưng còn cái kia thì nó hơi kỳ chứ, dưới con mắt của sư nó giống chiêu trò hơn. Cho nên sư không đồng ý cái gọi là chỗ sankhara đó, tức là chỗ nghiệp. Nó sankhara đó cho nó oai, người ta nói là chỗ nghiệp, ngồi thiền để chỗ nghiệp. Sư thì sư không khuyến khích cái đó. Và sư nói, quý vị hãy theo dõi xem những trường hợp đó, những khóa thiền đó có phải là khóa thiền mà họ phóng đại cảm thọ hay là không, thì quý vị sẽ thấy là lời sư nói đúng hay không đúng. Còn các khóa thiền do sư hướng dẫn thì đôi khi cũng có một vài vị cái cảm xúc của họ đó nó không ổn định, có, và sư có trách nhiệm là giúp cho họ điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Và sư thấy là mình nên như vậy hơn, như vậy là mình giúp họ. Chứ còn mà mình gọi là mình chỉ cần mình kích một cái là cho họ la làng lên rồi họ uống éo rồi họ thế này thế kia thì nó không khó lắm, nhưng mà để làm cái gì? Hơn nữa nó giống như mình có tâm ác với chúng sanh và giống như là mình có cái mục đích, thì sư không chủ trương như thế nha. Vì sao người dân đất nước Ả Rập qua ta, con người sanh ra đã về đích trong sự giàu có, vậy nhân nào đã có được sự giàu có khi đất nước vợ họ không có Phật giáo? Xin tri ân sư. Quý vị có chắc không? Có chắc 100% không? Sư nhớ nhiều người họ nói một cái hay là họ rất tự hào là ở New Delhi ấy, là không có ăn xin. Và nhiều người họ tự hào về điều đó. Mà quý vị biết lý do họ không có ăn xin không? Tức ăn xin bị cấm. Đơn giản thế thôi, nó bị cấm nên tự nhiên không có ăn xin nè. Chứ không phải là do người ta giàu cho nên người ta không cần ăn xin, mà chỉ đơn giản ăn xin bị cấm. Và nếu phát hiện là nó phạt chết luôn. Chỉ đơn giản thế thôi. Nó giống như là có những người họ không giải quyết được vấn đề, nhưng họ giải quyết cái người đưa ra vấn đề. Chỉ đơn giản thế thôi. Thành ra là ở đâu cũng vậy, vẫn có người giàu, người nghèo. Chẳng qua là mình không có sống ở đó, thành ra là mình nghe truyền thông là chính. Sư nói đơn giản, sư thì sư không có nghiên cứu nhiều về cái Ả Rập và Khoa Tai, mà sư nghĩ cũng không khác mấy đâu. Ví dụ như chúng ta hay nghe nói về người Nhật đi, thứ nhất là cái chuyện mà người Nhật, cái văn hóa xin lỗi họ, họ xin lỗi, họ cúi gập người xuống, chúng ta thấy rất là hay. Chúng ta hay nghe nói là họ giữ gìn vệ sinh thì rất là sạch sẽ, chúng ta đủ hết trơn á. Nhưng mà chỉ khi nào chúng ta tiếp xúc với những người họ sống ở Nhật, chúng ta mới thấy là cái đó chỉ là sản phẩm của truyền thông. Chứ thực tế người Nhật họ không có như thế đâu. Nhiều người vẫn ở dơ muốn chết.
Rồi cái tỷ lệ tự tử của người Nhật là cao nhất thế giới. Nếu mà anh thực sự anh hạnh phúc thì tại sao như là năm 2022 họ nỗ lực để kéo giảm tỷ lệ tự tử xuống dưới vài chục ngàn người, thì thấy kinh khủng chưa? Rồi nói chung là có đủ, mỗi một đất nước đều có vấn đề riêng của họ. Nhưng khi đưa ra nước ngoài thì họ sẽ đưa mặt tốt lên. Đó là cái việc của truyền thông. Còn chúng ta là chúng ta nhìn thẳng vào sự thật. Tốt nhất là quý vị hỏi tại sao có những người sinh ra ở vạch đích, ví dụ như sinh ra là đã ở cái giàu sang. Nhưng xin thưa đó, quý vị biết là ngay cả trong khóa thiền này có những người có cả 100 tỷ trong tài khoản không? Quý vị đâu biết. Mà tại sao cái lý do họ có cả 100 tỷ trong tài khoản họ vẫn vô trong đây họ tham gia khóa thiền? Mà hú hồn phải chi mà họ chịu họ họ làm đại thí chủ thì cũng mừng quá. Không có, họ im lặng thôi, họ vô họ tu thiền à. Họ đều có phiền não. Mà khi họ kể những phiền não đó ra là mình hết hồn đó. Mình cứ nghĩ là họ cái giàu là mình sẽ giải quyết được vấn đề. Nhưng mà đó là do mình chưa có giàu thôi. Chứ còn đến khi mình giàu rồi thì mình thấy vấn đề mình nó vẫn còn y nguyên. Nó là những vấn đề khác, nó chỉ đơn giản đổi từ vấn đề này qua vấn đề khác thôi. Còn nếu như quý vị muốn mình có cái phước giàu á, thì chúng ta phải tu tập, phải học bố thí. Khi quý vị bố thí, nỗ lực bố thí thì quý vị sẽ gieo nhân giàu sang. Và khi quý vị giữ giới thì cái giàu sang đó nó không bị mất đi. Có nhiều người á, bố thí thì thích nhưng mà giữ giới thì không, dẫn đến việc đời sau kiếp khác họ rất là giàu nhưng cái giàu của họ nó có thời có thuở. Đến một giai đoạn nào đó do biến động xã hội hoặc là do biến động đất nước vân vân và họ bị phá sản hoặc là lửa thiêu hoặc là biến động kinh tế hoặc là do dịch bệnh vân vân và họ không còn giàu sang nữa. Thì cho nên á, là nếu quý vị muốn giàu sang thì nên bố thí và giữ giới, đó là điều dành cho quý vị. Nhưng mà sư vẫn phải thồng một câu là ngay cả những người giàu vẫn có những vấn đề của mình. Có người đó nói với sư là con có một cái ông chồng, ổng thương vợ con, ổng có trách nhiệm, rất là có trách nhiệm với vợ với con. Ổng cũng khỏe mạnh bình thường, nói chung là cái gì cũng ok hết, chỉ có mỗi một điều là ổng không biết kiếm tiền. Làm nói chung là sống thì nó cũng vừa đủ ăn, hai vợ chồng cũng rất là khó khăn. Nhưng mà ngoài nếu mà không tính cái chuyện kinh tế ra đó thì đời sống của con thì nó cũng khá ổn, hạnh phúc. Ảnh cũng biết chăm lo cho vợ con, thương vợ lắm, thương vợ thương con lắm. Thì bây giờ con nói bây giờ làm sao để con giúp cho chồng con làm ăn kinh tế nó khá hơn. Thì sư mới nói với cổ là cô có biết là có rất nhiều những bà 100 tỷ trong tài khoản, bà ước sao đổi được ông chồng bà cho chồng cô. Tức là với những người, có những người họ không 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 cần ông chồng biết kiếm tiền, chỉ cần ông chồng biết lo cho vợ cho con thôi, không biết kiếm tiền cũng được nữa. Nhưng mà đương nhiên một khi mà muốn kiếm tiền là họ phải hy sinh một vài thứ. Người đàn ông muốn kiếm tiền thì họ phải giao thiệp, phải làm ăn, phải lo cho đầu này đầu kia, thì tự nhiên là cái sự lo cho gia đình nó bị giảm bớt. Mà chúng ta muốn, nếu chúng ta muốn một người vừa lo cho gia đình, vừa thương vợ thương con, vừa khỏe mạnh, khỏe và trẻ và vừa giàu sang, thì mình hỏi là mình là cái thá gì mà mình đòi cái thứ đó. Mình phải tự lượng sức mình chứ. Rồi thì đó là câu hỏi trong ngày hôm nay. Em mời quý vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Y đằng mê bùn nhăn nịp bà na sa bạc cha vô
hô tu y măng nô un nha pha găng sắp ba sắt tà năng đề ma sa thu sa thu sa thu. Chúc quý vị ăn vui.